tổng rồi, nó nhân hết ra rồi. Yeah. Phải quay trở về một cái block. Ừ. Xuống dán trên một block thôi. Cái block ban đầu của nó nhưng mà ban đầu tìm, tìm bước dán trên mặt đường. Ừ. Dán trên mặt đường. Vào editor mở cái gì lên. Xong lại quay trở lại editor. Yeah, block return là quay return là cái block và cái này thôi. Xếp lại xong ra ngoài lại loát lại hình xong không sửa gì không sửa. Yeah. Sửa gì sửa sửa xong lại là làm tiếp như vậy. Làm tiếp như vậy là vào cái studio ra mở cái command. Studio edit. Phần set từ tên lấy di tên rồi còn như mình muốn sổ ra full cái trên lóc đấy đấy cái gì sổ ra ok biết thôi rồi đi rồi cái mình xếp lại vào màu rồi xếp lại ra ngoài đau lát. Ôi sao không thấy cái bước khai báo là bao nhiêu lốc ta? Lốc mình làm rồi. Đâu à, lúc đầu bao nhiêu lốc mà mình khai báo nó rồi. Còn bây giờ cái lúc này nha. Sau khi đó thì mai xong rồi. Yeah. Vì một số đồ standard nó nhỏ và những cái thiết kế nhỏ nó gần nhau. Yeah. Ê, mình muốn chỉnh nó ra xa gì người sếp có thể cùng đi xuống với những thiết kế cạnh nhau 08 đấy nhau để hút. Yeah. Tránh là cứ để từng con một mình mất thời gian đúng không? Yeah. Chọc cái nó hút chục con đúng không? Yeah. Ví dụ thế. Có nghĩa là ông phải nhân số thiết kế ra. Yeah. Ví dụ một thiết kế này nó hút quá nhiều trong khi những thiết kế kia lại hút ít. À, đúng rồi. Cái tờ này ra thành nhiều cái tờ. Nó cùng hút ra nhanh hơn. Đúng rồi. Nhanh hơn là một quả. Thì sau khi optimize rồi thì optimize download thì download rồi đúng không? Yeah. Thì vào phát. Rồi vào editor. Yeah. Editor. Vào file này vào phát bôi đen cái con nào cần nhân ra. Yeah. Nhưng mà số bước đờ nhân ra không vượt quá tổng số bước dán trên cái bản đó, tổng số bước dán chứ không phải tổng số bước dán trên một block mà tổng số cả cái bot à, cả món ý là số bước đờ nhân ra không được vượt quá tổng số bước dán của con hiệu này. Chẳng hạn như của mình đây là 40 và mình maximum mình chỉ được 40 cái nhân thôi. Còn nếu mà trường hợp mà nhân mà nó dư ra thì nó còn dính lên tàu hết rồi. Dính lên tàu rồi. Nên đây không cần thiết mà. Không cần thiết thì nhân quá nhiều. Cái này. Dạ. Yeah, bà cũng lên xem. Ví dụ nhân ra bao nhiêu feeder, ví dụ như 6 feeder. Tự chia ra mỗi cái tờ là bao nhiêu 6, 7, 6 à. Tự chia nó đều được chưa? Để gấp một lúc là bao nhiêu đó còn đấy à. Nhưng mà sau khi chia ra thì mình lại phải optimize lại à, sắp xếp lại sắp xếp lại cái vị trí đây toàn 38 à dạ à. Sắp xếp lại vị trí cái tờ này đấy, thì optimize lại thì mình cho sơ đại toàn của thứ 38 không thì bây giờ mới phải optimize lại cho mua hết đi lên chèo nha phải nằm thì bằng cách mà to thì nó phải cách nhau là xa mà cái hai là thấy vẫn vậy cái này phải nhập cái to thì phải nhập. Mình nếu mà mình nhập đây nó là 1 hết
bên phải vào trong này. Nhảy anh nói đến nhảy à nhảy mất từ 10 tấn trong là 7 à một cái là 7 đây nó học xuống một phát là nó ép. Thế nhưng mà cái tờ to thì nó phải cách nhau nó tính theo khoảng cách ấy để nó có thể cùng hút được hay không. Đấy, nó tùy theo cái tờ to hay nhỏ. Cái khoảng cách của cái này là mấy đầu hết 2 sát. Thì hay là 2 sát rồi. Khoảng cách kia là 12. Đấy tờ. Chọn cái gì? Nó chỉ cho hai feeder 0.8 cạnh nhau thôi thì nó hút được. Nhưng khi được to này thì nó phải cách mấy sáp bắt đầu nó mới hút từ nhau. Ví dụ 2-3 sáp để cùng hút nhau được. Nhờ full nhá, full. Full. Mà confirmation spot. Multi. Sao đây em được? Multi pass. Không được được. Nó ẩn rồi. Chọn mã. À cái bác, chọn cái bác đó. Phần nhân ra con C chẳng hạn. Con C. Multi. Anh Nguyên giới thiệu sơ về cái phần thanh công cụ của những chức năng trong này nè. Thấy cái này nó cũng hay. Phần khác nó như ngoài máy nha, có gì đâu. Đấy, cũng database support này. Xếp ra xếp vào database. Không, cái này không có gì đâu. À set database vào trong này nó cũng không nhiều. Vi tool lần này chương trình nó gần tương tự như này nhưng nó khác là có cái thêm cái như là view hình ảnh của bản mạch linh kiện ở đây. Ở đây cái... thêm vài cái thanh công cụ khác nữa phần mềm vi tool nó tương tự như này. Còn mấy cái này là cái gì anh? Database. À database không hả? Benchmark này nè. Sắp xếp. Ý là mình sắp xếp lại xem là nó di chuyển như nào cho nó nhanh. À ở còn cái này ngoài multi bác còn number bác đây là mình muốn renumber là trả nó về lại gì phải không? Hay là mình không muốn cho nó nhân lên bây giờ mình trả lại là nó trả về cái gì? Nó làm vậy nó ra cái đùi này.